Nhà phố 247 xin mến chào thân thương quý anh chị. Rất vinh hạnh hôm nay em lại review cho quý anh chị một căn nhà cấp 4 tại khu phố 3 phường Tam Hòa. Diện tích là 5m8 dài 20. Và ngay cái vị trí em đang đứng đây là thuộc phường Tam Hòa của thành phố Biên Hòa. Cái đường con đường này là 4m, xe hơi vô thoải mái quý anh chị ạ. Ngay trước mặt em ra đây là sẽ đi ra quốc lộ 1A, đường Giả Tượng. Và phía trước mặt em ra đây, tức là đi ra Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khu A. Và cũng chỉ ngay vị trí đứng này, chỉ cách ngã tư Amata cũng chỉ có 500m thôi quý anh chị ạ. Và cách siêu thị Lotte Mart cũng chỉ 500m luôn. Một khu vực rất tiềm năng. Và cái nhà cửa thì cái vị trí, cái khu em cần quay đây đó là căn nhà cấp 4. Nhưng mà cái nhà này bán đất tặng nhà thôi, chứ cái nhà cũng đã cũ rồi. Thì cái bất động sản này em giới thiệu đó là đất nha quý anh chị. Khu này thì nhà cao tầng đã xây dựng hết, tất cả là nhà cao tầng. Và không chờ đợi lâu thì em mời quý anh chị mình cùng đi vô xem căn nhà bên này ạ. Con đường này thì nằm khoảng 6m, có xe tải đậu được. Khu vực này thì rất là yên tĩnh. Dân cư thì quả rất là san sát nhau. Nhưng mà vẫn có hai nơi vẫn có buôn bán nha quý anh chị. Có buôn bán. Cái vị trí căn nhà em muốn giới thiệu cho quý anh chị đã nằm ở đây. 5m8 dài 20 thì tính từ mép cây cột này cho tới cái cây si kia. Thì hiện nay thì căn nhà này chỉ bán đất thôi, dưới nhà cũng đã cũ và nát rồi. Hiện giờ thì vẫn đang đóng cửa. Thì em cũng giới thiệu sơ qua khu vực dân cư cho anh chị xem thôi. Và dưới ngay vị trí này lại có một con đường ngã ba. Và khu dân cư ở đây thì xây nhà biệt thự không anh chị ơi. Một khu gọi là an ninh ở thì rất tuyệt vời. Cái con đường này thì đi ra Giả Tượng. Đó, cái con đường cách con khoảng chừng 50m thôi ra đường Giả Tượng là đi ra Bù Thượng. Thì từ con đường đó mình sẽ đi ra quốc lộ 1A cũng chỉ có khoảng chừng 200m thôi quý anh chị. Một nơi vị trí đất này là nó gồm rất nhiều tiện ích về trường cấp 1 Tam Hòa, trường cấp 2 Tam Hòa và trường Trấn Biên. Đó. Và chợ thì nó có chợ Tam Hòa, siêu thị Lotte Mart và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Một vị trí đất này nó rất nhiều tiện ích. Do hôm nay em cũng chỉ đi giới thiệu cái mảnh đất này thôi. Đây cái mảnh đất mà em giới thiệu cho quý anh chị. Một mảnh đất 5m8 dài 20. Nơi này thì có sổ được xây dựng thoải mái cho quý anh chị. Thì kế bên này thì họ cũng buôn bán tạp hóa và phân phối đồ nhựa. Một nơi cũng thấy rất là tiềm năng. Với một cái diện tích 5m8 này thì mình xây nhà ở hoặc xây thương mại, nhà trọ thì thấy cũng ok. Với cái giá mong muốn của chủ đưa ra là 3 tỷ rưỡi có thương lượng nha quý anh chị. Và cái mảnh đất này là sổ đỏ 100% thì cũng có khả năng là mình sẽ vay được. Nếu chứng minh được tài chính thì mình có thể vẫn vay được nha quý anh chị. Một nơi vị trí khá đẹp.
ở Yên Tĩnh. Với cái giá đó thì quý anh chị nào mà thấy tiện ích ở khu vực Tam Hòa này thì sẽ liên lạc với số hotline trên số trên kênh của chúng em. Em sẽ cho xem giấy tờ và dắt đi xem trực tiếp thương lượng với chủ. Và một lần nữa thì kênh nhà phố 247 em rất chân thành cảm ơn quý anh chị. Nếu mà quý anh chị thấy hay thì xin bấm cho em một like ạ.